tinh thần của Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, chính là một đoạn trong kinh điển nói. Tôi chép nó ra, in một mặt phía trước. Bồ Tát có một pháp, có khả năng đoạn tất cả khổ của các đường ác. Tất cả các đường ác này không chỉ là nhân đạo chúng ta, bao quát 6 đường, bao quát 10 pháp giới. Là pháp gì? Phật nói cho chúng ta, ngày đêm thường niệm, tư duy quan sát thiện pháp. Câu nói này tôi bổ sung thêm một tí, mọi người hiểu liền. Ngày đêm thường nghĩ đến pháp lành, tư duy pháp lành, quán sát pháp lành. Hai chữ pháp lành là quán thông tất cả. Thường nghĩ đến là tâm lành, tư duy pháp lành là ý niệm thiện, quán sát pháp lành là hành vi thiện. Tâm lành, ý niệm thiện, hành vi thiện của bạn, đây gọi là tâm lành, niệm lành, hành vi thiện của bạn, niệm niệm tăng trưởng, ngày ngày có tiến bộ. Câu nói sau này quan trọng, quyết định không thể có một tơ hào nào bất thiện xen tạp vào trong. Nếu có bất thiện xen tạp bên trong thì cái thiện của bạn không thuần nhất. Muốn làm được thuần thiện thì bạn đã thành Phật. Cho nên bạn mới thường được thân cận chư Phật Như Lai, thường được thân cận tất cả thánh chúng. Câu nói này hay. Đây là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc của giáo học Phật giáo. Chúng ta muốn chuyển ác thành thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, mấu chốt nằm ngay đoạn kinh này. Cái thiện này, tiêu chuẩn thiện ác không cao, chính là thập thiện nghiệp đạo. Phải bắt đầu làm từ chỗ này, dần dần khuếch trương mặt thập thiện nghiệp đạo. Nghĩa lý sâu hơn mới hiểu được thập thiện nghiệp đạo sâu rộng không bờ mé. Đó là đến viên thành Phật đạo.